Nó play được chưa? Bảo trì lại vậy. Ý coi khủng long dễ thương hơn nè mèo. Khủng long này màu tím mày thấy dễ thương không? Thấy nó đâu? Nè. Dễ thương không? Dễ thương. Trời ơi. Cũng được. Hẹn là chân ái đó giờ rồi mà.
chưa có tiếng, làm cạp được tháp vô nó có nhận được tín hiệu cho mình á. Buồn vậy. Ủa, thằng Nicolas đặng nó nói gì với em mà kêu em về về rồi? Khuya hôm qua nó nhắn, nó về rồi nhà rồi. Thôi vợ nhắn chưa? Với quận mấy vậy? Đều xoay quanh hai căn nhà có ma ở tại Sài Gòn. Căn nhà đầu tiên thì nằm ở trên đường Trần Đình Xu. Căn nhà thứ hai. Trần Đình Xu má ơi. Nói Trần Đình Xu á. Ủa biết hả? Chưa đi qua, em chưa đi qua em không biết. Đi nào ơi. Vậy hả? Bữa nào chỉ đôi. Bà già và ủa sao biết nhà nó có ma đi qua thấy à? Câu chuyện này cũng một cái bài xem của Dương Nguyễn. Bài này tên là Quyên. Và nói sơ về là Quyên chút xíu à. Âm khí có mà. Cái thời nhỏ của bạn đó. Cái gì? Bạn này là người ở chợ gạo Tiền Giang. Âm khí có. Trong khoảng thời gian trước khi mà bạn 7-8 tuổi thì bạn ở cùng với bà ngoại của mình. Lý do là ba mẹ bạn làm cái nghề phân phối thuốc rầy với lại thuốc trừ sâu à. Vì cái tính chất công việc là tiếp xúc với những cái chất độc hại như vậy mà ba mẹ của bạn chỉ có mình bạn thôi. Cho nên là công việc đi tới đi lui rất nhiều, để bạn ở nhà thì nó không có yên tâm. Cho nên là mới đưa qua nhà nhờ bà ngoại của bạn chăm sóc hộ. Thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường cho đến khi bạn Nguyên là khoảng 7-8 tuổi. Thì cái lúc đó đó các bạn, nó có một cái vụ tai nạn xảy ra như thế này. Cái buổi sáng đó, mẹ của bạn Nguyên này chở bạn đi bằng xe máy để mà đi thương đợi từ cái nhà phân phối đó. Cái lúc đang đi giữa đường thì không hiểu sao mẹ của bạn bị lạc tay lái và cả hai mẹ con cùng với chiếc xe máy rơi thẳng xuống dưới mương. Mẹ của bạn Nguyên này gọi là rất là hốt hoảng và cuống cuồng đi tìm con mình. Tại vì cái mương cũng tương đối rộng và sâu và trẻ con lướt xuống dưới rất là nguy hiểm, cho nên mẹ của bạn mới gọi là cuống cuồng để mà tìm bạn. Tuy nhiên tất cả mọi người ở bên đường á, họ cũng nhảy xuống họ tìm, nhưng mà mất một khoảng thời gian khoảng độ 2-3 phút mà vẫn không thể nào tìm được bạn bè đâu. Trong cái cơn hoang mang như vậy, tưởng đâu là con mình chết rồi, tại vì ở cái nước lâu quá. Có một cái người đi ngang qua đường, một anh đi thì không hiểu sao anh đứng ở trên bờ vậy các bạn. Anh thấy mọi người đang nhún dáng, anh nhún vậy á. Thì anh đứng nhìn xuống thì anh ta thấy có một cái chợt tóc của cái gái nổi lên trên mặt nước. Mà ngộ lắm, tất cả mọi người ở dưới chẳng không ai thấy cái chuyện đó hết, chỉ có một mình anh này thôi. Cả nó nhảy xuống, anh giật cái nón tóc lên cuốn của cái bạn Uyên này. Và may mắn là bạn Uyên này không sao hết. Nhưng mà kể từ khi cái vụ việc nó xảy ra thì bạn có một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Mà không phải mơ một lần nữa nha, bạn mơ liên tục trong suốt một khoảng thời gian thương rất là dài luôn đó. Bạn kể lại là trong giấc mơ bạn thấy một người đàn ông rất là cao, rất là to, người rất là mập mạp luôn, mặc một cái tạp dề và trên tay á cầm một cái con dao chính rất là nhỏ. Đầu cải. Ông ta chụp một món heo mặt của một cái người phụ nữ ngồi đối diện. Cái người phụ nữ đó trong giấc mơ bạn không thấy rõ mặt, chỉ biết á là tóc dài, mặc một cái bộ đồ bà ba cũ. Người đàn ông đó với cái tạp dề đầy máu luôn, gương mặt rất là dữ tợn, chửi người phụ nữ đó kêu á là tại sao mày lại phản bội tao, tại sao mày lại phụ từ tao, tại sao tao phải giết chết mày. Cái người phụ nữ đó không nói gì nữa các bạn, chỉ ngồi khóc thôi và sau đó cầu xin và hỏi rằng là con của tao đâu, con của tao đâu rồi. Sau đó thì bạn Uyên này có kể cái giấc mơ đó cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ của bạn mới dẫn bạn đi vào trong một cái đường xá và cái vị sư cô đó sờ đầu của bạn và nói rằng bạn này là một người thở căng mặt mà chỉ có là khó chịu gì xảy ra.
tới nơi đó các bạn. Thì bà nội của em nói với mẹ của em là ban nãy tao nằm ngủ ở trong phòng, ba mẹ đang ngồi coi tivi ở sát bên tao luôn, thì tao bị bóng đèn, tao thấy có một cái đứa con gái tóc rất là dài, nó rất là hung dữ, nó ngồi trên người của tao, nó bước cổ tao và cái móng tay của nó dài lắm mẹ ơi, thấy ghê lắm, nó cứ ngồi ở trên người của tao, nó dùng móng tay để mà bớt cổ của tao. Tao ú ớ, tao kêu ba mày nhưng mà không có kêu được, ảnh ngồi cái bên nhưng không biết cái gì hết. Tao nằm ở đó chịu trận rất là đau đớn luôn, sau đó tao mới tụng kinh, tao mới niệm kinh trong đầu á, niệm một hồi thì nó mới chịu.